cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Niềm vui đích thực. Con tạ ơn Chúa vì một ngày mới Ngài ban. Hôm nay con tìm kiếm ân sủng và niềm vui đích thực. Con nhớ đến đoạn lời Chúa: hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Chúa Giêsu là đấng luôn lắng nghe và chỉ cho con nơi tìm thấy niềm vui. Các môn đệ trở lại đầy mừng vui khi họ theo bước của Ngài, chiến thắng bản thân và gặp gỡ mọi người. Niềm vui này không phải là một trải nghiệm đơn độc, mà là một trải nghiệm chung, được dệt vào cộng đồng của những người được cử đi trong một nhiệm vụ chung. Lạy Chúa, xin cho con hiểu rằng không phải vì sự tài giỏi của con mà con được mời gọi mang niềm vui đến với anh chị em con, mà là vì tình yêu Thiên Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Đức Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày. Sự tự hiến. Con tạm dừng và suy ngẫm về con đường dẫn đến niềm vui. Có hai lựa chọn thay thế: sự vị kỷ, điều mà Thánh Phaolô mô tả là bị dẫn dắt bởi những ham muốn của xác thịt; hoặc sự tự hiến, điều mà chỗ sinh hoa trái của Thánh Thần, tình yêu, niềm vui, bình an, kiên nhẫn, hòa nhã, nhân hậu, tốt lành, trung thủy, hiền lành và tự chủ. Sự tự hiến trở thành nguồn vui đích thực. Đức Thánh Cha Francisco lưu ý rằng niềm vui của tin mừng luôn là động lực của sự từ bỏ và trao ban, chiến thắng chính mình. Con xin dâng lên Chúa lời cầu nguyện theo ý chỉ của tháng này cho giáo hội, để giáo hội luôn hướng tới sứ mệnh chia sẻ món quà sâu sắc về tình yêu của Thiên Chúa. Cùng Chúa Giêsu buổi tối. Tinh thần huynh đệ. Buổi tối là thời gian con nhìn lại ngày sống của mình. Trong giây phút tâm hồn tĩnh lặng này, con nhớ về những người con đã gặp. Con tạ ơn Chúa vì mỗi người Chúa ban cho con. Chúa ơi, xin tha thứ cho những lần con ích kỷ, chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân của con mà quên đi sứ mệnh làm chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa. Con xin dâng lên Chúa con người con. Xin Ngài uốn nắn con nên ngày càng đẹp lòng Ngài. Con xin phó thác mọi sự trong tay Chúa. Xin Ngài lan tỏa và nuôi dưỡng tình huynh đệ giữa chúng con. Xin cho giáo hội được bao bọc bởi tinh thần huynh đệ đích thực. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.